Xin chào tất cả mọi người. Nay vinmark giới thiệu mọi người đó là chiếc máy bơm nước Inter C150 160A 10HP với công suất 10HP 7,5 kW, dùng điện 380V, sử dụng là điện 3 pha. Với công suất mạnh mẽ, máy bơm đảm bảo khả năng hoạt động mạnh mẽ, ổn định trong các môi trường khắc nghiệt, đáp ứng mọi nhu cầu công nghiệp. Đường ống kính hút xả 50 mm, lưu lượng bơm nước lớn giúp đẩy nhanh quá trình bơm nước Hoặc các chất lỏng khác một cách hiệu quả Uh, thiết kiệm thời gian và chi phí dễ dàng lắp đặt và vận hành thiết kế đơn giản uh, dễ dàng lắp đặt và bảo trì phù hợp với nhiều môi trường khác nhau như nhà máy khu công nghiệp hệ thống cấp thoát nước đô thị uh, máy được làm từ uh, chất liệu chống mòn chịu nhiệt tốt chịu áp lực cao giúp máy hoạt động ổn định hơn và uh, có tuổi thọ dài lâu trong các môi trường uh, uh, khắc nghiệt sử dụng cho các hệ thống cấp thoát nước công nghiệp nhà máy công trình xây dựng ứng dụng xử lý hệ thống xử lý nước tưới tiêu nông nghiệp thủy lợi hồ chứa nước phù hợp với các hoạt hệ thống làm mát tuần hoàn nước tại nhà máy điện công nghiệp hóa chất và các máy chế biến cảm ơn mọi người đã xem video cùng với mình nếu mọi người muốn tìm hiểu rõ về máy thì mọi người truy cập vào trang web ww máy móc việt vn